Ngày 16 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng ở huyện Mường Khương. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Đào Thị Bắc, mẹ liệt sĩ Đỗ Xuân Hòa, cư trú ở thôn Đồng Căm, xã Đồng Vai, gia đình thương binh Châu Đức Hùng, thôn Na Nhung, xã Bản Lầu. Tại hai gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải và đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống các gia đình, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai luôn ghi nhớ biết ơn những công hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công cho cuộc sống thanh bình hôm nay. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người có công, đảm bảo người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân địa phương nơi cư trú.